Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, đón dâu là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn, vì thế xem ngày đón dâu cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Thông thường, ngày đón dâu hay được chọn cùng với ngày cưới, tuy nhiên vẫn có những trường hợp phải chọn ngày đón dâu riêng. Trước khi bước vào ngày vu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày đón dâu theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc và ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày đón dâu tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ đón dâu trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác đón dâu được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt đón dâu, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc đón dâu trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày đón dâu phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ đón dâu bao gồm những ngày sau: sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, xương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, từ cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp đón dâu: thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, ngày 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, ngày 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 6. Ngày dương công kỵ, trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 8. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và ngày 19 Mậu Thìn. 9. Ngày trực thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất.
10. Ngày trực bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Sắp Tý và 27 Bính Tý. 11. Ngày trực mãn là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 12. Ngày kiếp sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 13. Ngày tai sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 14. Ngày nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 15. Ngày nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 16. Ngày nguyệt hại là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 17. Ngày nguyệt yểm, trong tháng 12, ngày nguyệt yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 18. Ngày thiên sứ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 19. Ngày đại thời là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 20. Ngày tứ kỵ là ngày mùng 3 Nhâm Tý. 21. Ngày tránh tứ phế là ngày mùng 8 Đinh Tỵ. 22. Ngày tứ cùng là ngày 14 Quý Hợi. 23. Ngày ngũ ly bao gồm 5 Giáp Dần, mùng 6 Ất Mão, mùng 8 Đinh Tỵ, 19 Mậu Thìn, mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, 12 Tân Dậu, mùng 3 Nhâm Tý và 14 Quý Hợi. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi đón dâu. 24. Ngày bát chuyên, ngày mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, mùng 5 Giáp Dần và mùng 4 Quý Sửu. 25. Ngày ngũ mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 26. Ngày nguyệt phá là các ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 27. Ngày nguyệt đối là các ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ và 20 Kỷ Tỵ. 28. Ngày Hợi bao gồm các ngày mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi, 26 Ất Hợi. Đó là 28 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc đón dâu cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 29. Ngày thiên nguyện là ngày 15 Giáp Tý, trùng với ngày trực bế nhưng có nhiều cát tinh nên ta có thể xem xét dùng làm ngày đón dâu. 30. Ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày trực thâu nhưng có điều cát tinh nên ta có thể xem xét lấy ngày này để đón dâu. 11. Canh thân trùng với ngày ngũ ly, bát chuyên là ngày rất xấu để ăn hỏi. Ngày 21 Canh Ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng. 31. Ngày thiên đức hợp, đó là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát rất xấu, hai ngày 16 Ất Sửu, vãng vong, 26 Ất Hợi, trùng nguyệt yểm ta không thể dùng được. 32. Ngày nguyệt đức là những ngày canh, trùng với ngày thiên đức đã xét ở trên. 33. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày Ất, trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 34. Ngày thiên xá là các ngày 15 Giáp Tý, trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 34. Ngày tam hợp là các ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ là ngày ngũ ly, kiêng mọi việc liên quan đến hôn sự. Ngày 20 Kỷ Tỵ là ngày nguyệt đối nên ta cũng không chọn được. Ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử, kiêng kỵ mọi việc. 38. Ngày thiên hỷ là những ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử, làm việc gì cũng xấu. 36. Ngày bất tương bao gồm ngày 17 Mậu Dần, ngày 29 Bính Dần, ngày Dần trùng ngày kiếp sát nên ta không chọn. Ngày 18 Đinh Mão, ngày 30 Kỷ Mão, ngày Mão trùng ngày trực mãn và tai sát chứa nhiều hung tinh nên ta bỏ qua. Mùng 7 Bính Thìn và ngày 19 Mậu Thìn, ngày Thìn trùng với ngày sát chủ kiêng mọi công việc quan trọng. Ngày 16 Ất Sửu, ngày 28 Đinh Sửu trùng ngày vãng vong. Vậy theo tiêu chí này ta không chọn được ngày tốt nào. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt đón dâu trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc đón dâu. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt đón dâu trong tháng 12 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 15 Giáp Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp những người tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 1 Canh Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Ất. Đó là hai ngày cát lành đón dâu trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.